Theo kế hoạch thì hôm nay, những cảnh quay đầu tiên của bom tấn công đảo Đầu Lâu sẽ được bấm máy tại Ninh Bình. Trước đó vào sáng ngày hôm qua, đại diện của đoàn làm phim đã có buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để công bố kế hoạch quay phim hơn một tháng tại các bối cảnh ở nước ta. Đoàn làm phim bom tấn Hollywood này đã ca ngợi vẻ đẹp tại Việt Nam và cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến thiên nhiên. Thu hút mọi sự chú ý tại sự kiện là Tom Hiddleston, vị thần Loki trong phim siêu anh hùng Avenger và là nam chính trong phim Kong Skull Island, tựa tiếng Việt là Kong Đảo Đầu Lâu. Tom Hiddleston đã gửi lời chào tới khán giả Việt Nam. Nữ diễn viên chính của phim là Brie Larson, ngôi sao da màu Samuel Jackson cũng đóng một vai quan trọng trong phim. Cả hai đã cùng 120 thành viên của đoàn làm phim tới Hà Nội từ hôm 18 tháng 2 và đã có thời gian đi thăm thú nhiều địa điểm như Văn Miếu hoặc thử trải nghiệm mì Văn Thắn. Đạo diễn bộ phim Kong Đảo Đầu Lâu cho biết đã đến Việt Nam và đã thấy được những thứ rất đặc biệt. Những phong cảnh núi non và hang động đẹp như thể siêu thực. Ông chọn nơi đây bởi muốn Việt Nam hiện lên cũng phải như trong phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Nhà làm phim đồng thời khẳng định tuy mang nhiều thiết bị tới các di sản văn hóa, nhưng đoàn làm phim cam kết sẽ không gây ảnh hưởng tới thiên nhiên. Kong Đảo Đầu Lâu là phần tiếp theo của bom tấn ăn khách King Kong ra mắt năm 2005, nhưng là tiền truyện với bối cảnh xảy ra trước mốc thời gian trong phim cũ. Hồi đầu tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đoàn phim Kong đã hoàn thành giai đoạn khảo sát bối cảnh ở Việt Nam. Theo thông tin từ Hải quan sân bay, đoàn mang theo 45 tấn thiết bị, đạo cụ, lẫn trang phục để phục vụ cho quá trình ghi hình.